Hello, xin chào mọi người nha. Chúc mọi người ngày mới thật là vui vẻ và thành công trong cuộc sống nha mọi người. Hôm nay thì mình sẽ vẽ 5 loại rau đồng trụng mì ăn nha. Này mình làm tô mì cấp độ siêu cay luôn các bạn. Chứ ăn kèm với rau đồng nè. Đây mình sẽ vẽ một mớ rau chay. Muốn và kiếm thêm một mớ rau dịu nữa nha các bạn. Nói chung là mình sẽ chuẩn bị năm loại rau nha, trụng tôm mì ăn. Đây có con giấy nó kêu các bạn. Quá trời luôn. Thêm vài độc nhãn đồng nữa nha các bạn. Nhãn đồng thì ăn chữa bệnh mất ngủ. Và mình bẻ thêm dài cọng rau thơm cho con ống nữa nha bạn. Vẽ thêm hai bông cù nào nữa được các bạn, là mình sẽ chuẩn bị ăn buổi sáng được. Ăn thử 5 loại rau để coi nó có trúng độc hay gì không. Rồi mình vô mình nấu nước sôi mình sẽ làm mì nha bạn. Ở đây mình có rau bồ ngót nè, rau bồ ngót rau này chuẩn bị ăn cũng rất là ngon nha bạn. Mình sẽ rửa nha bạn. Rau này thì mình rửa xương xương này được, tại vì nó rất là sạch các bạn, không có sâu mòi hết, rất là non luôn. Mình cũng không có cần rửa muối nữa các bạn, tại vì đâu có thuốc sâu đâu mà rửa muối. Rồi mình sẽ nấu nước chuẩn bị. Mình nấu bằng cái ấm siêu tốc nè, rất là mau. Vẽ thêm vài đọt rau thơm nha các bạn, nó thơm nha. Hai ba đọt được rồi nè. Rồi đây thì mình chuẩn bị sẵn rồi bạn, nước cũng có nè, mì cũng có rồi nè. Đây, mình ăn mì chay rau nấm nha các bạn, mì chay rau nấm gấu đỏ. Rồi mình sẽ làm nha các bạn. Đây là buổi sáng của mình nữa các bạn, đơn giản dân dã luôn. Đó, thì mình trụng mì cũng là một cái thói quen trụng mì các bạn. Mình trụng một cái nước đầu thì mình chắc bỏ, mình không có ăn nước đầu nha các bạn. Nước đầu gì cái chắc chiên mì
nó cũng không được tốt cho sức khỏe của mình á. Rồi mình bỏ ở đây cái nước đầu đi. Tiếp theo là mình sẽ cho gao vô các bạn. Đây. Cù nèo quá. Và gao dịu nha. Mình hái cái chút 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 các bạn. Đó. Và một mớ đậu nhãn lồng nữa các bạn. Ăn bữa nay ăn 5 loại gao nha. Xem coi nó có bổ dưỡng không hay là nó đã bụng gì không nha. Gài đọt cho muốn nè. Đoạn ống nè. Hụt phui gao nhiều thế. Rồi, sẽ đổ nước vô bạn. Như vậy là nó vẫn giữ được cái chất tư của gao các bạn. Ăn rất là ngon nha. Bạn nhìn thấy thèm không? À, 5 lò gạo các bạn. Gọc chai. Gạo ống. Cù nèo. Và nhắn lòng. Cái muống. Rồi. Này thì mình sẽ để con niêm vô các bạn. Rất là hấp dẫn luôn. Món ăn là chỉ có 3.000 đồng, rẻ nhất Việt Nam luôn. Bạn thấy không, rất là ngon nha. Đây, cho bạn xem. Giờ rất sáng các bạn, thiếu ánh nắng. Rất là hấp dẫn luôn. Quá tuyệt vời luôn bạn ơi, không còn chê gì đâu được nữa. Chắc rất là tuyệt vời luôn á. Rồi mình mời tất cả mọi người luôn nha, cùng ăn với mình nha mọi người. Đây mình mời mọi người nha. Ồ, rất là ngon mà, gạo tươi lắm. Mở bản nha. Cù nèo ăn nó hơi chát chát các bạn, hơi đắng đắng. Chắc nước nhãn lồng nó nói ra. Còn gạo dịu thì nó rất là ngon mà. Đây. Mở bạn. Ngon quá bạn. Tuyệt vời luôn các bạn. Mình cũng cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video của mình nha. Bạn nếu thấy thích cái món mì ăn với 5 loại gạo này thì giúp mình để làm like các bạn, một đăng ký ủng hộ mình nha. Rồi xin chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Hẹn các bạn những video tiếp theo của mình.